Huyên. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ ba hôm nay. Rất nhiều các bản tin từ địa phương cho tới quốc tế, mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng như thường lệ, Thảo Yên gửi đến quý vị một vài con số liên quan đến thời tiết ở quận Cam, California trong ngày hôm nay, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thấy nhiệt độ bắt đầu tăng cao hơn một tí so với hôm qua. Hôm qua lên cao nhất cũng chỉ có khoảng 81 độ, hôm nay thì thấy là khoảng đâu 85 độ lận, thưa quý vị. Gió cũng không có nhiều nữa cho nên bắt đầu thấy hơi hầm và nóng. Thì ngày mai thứ tư với thứ năm đó thấy là có lẽ là hai ngày nóng nhất ở trong tuần. Trung bình hai ngày sắp tới có thể là 86 đến 87 độ vòng vòng ở quận Cam. Để rồi đến cuối tuần thứ sáu thì thấy nhiệt độ giảm nhẹ một tí, cuối tuần gió nhiều hơn, cho nên từ thứ sáu cho đến chủ nhật thì thấy xuống còn có 81-82 thôi, thưa quý vị. Chiều hôm qua chúng tôi đi biển và thật trời thì âm u ở miền Nam California, kể cho quý vị ở các nơi biết thì ra ngoài đó thấy trời âm u, rồi sáng nay thì thấy hình ảnh của một không biết nói sao, ông già sồn sồn mặc một cái áo lông và đứng bên cạnh một cái hàn thử biểu 131 độ F, 55 độ C. Đây là nhiệt độ ở Death Valley. Hôm qua chúng tôi ra ngoài biển, nhiệt độ là 71 độ trên đường trở về vào khoảng 6 giờ 30. Đến khoảng sau 4 giờ, nhiệt độ vào khoảng 70 mấy độ thôi. Ở trong Westminster thì nhiệt độ lên tới 76, 77 độ. Trên đường về đi ngang xa lộ 55, thưa quý vị, thấy một cái tấm bảng rất lớn đề chữ Heat Warning, Heat Wave Warning. Nghĩa là khuyến cáo về nóng. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói trời đất ơi, những người mà ở xa từ Texas cho tới Inland Empire, tức là không xa mấy quận Cam, khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ lái xe, ở San Bernardino, ở Fresno, ở Bakersfield, ở Riverside, nhiệt độ lên tới cả 100 độ, mà họ nhìn thấy cư dân ở quận Cam mà mới có 80 độ mà đã có những cái khuyến cáo thì cũng cười. Bởi vì thực sự thì chính quyền cũng muốn khuyến cáo nếu quý vị đi xa, rời khỏi những cái khu vực mát hơn. Nhưng mà đây là hình ảnh của Death Valley, thung lũng chết. Và ngày hôm nay đó, ngày hôm qua cũng thế, đây là bức ảnh ngày chụp ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì giới chức ở Death Valley đó, họ đã khuyến cáo là cẩn thận. Họ không có nói là quý vị đừng tới đây, thực sự họ cấm thì người ta càng kéo tới. Nhưng mà mỗi khi thấy nhiệt độ nó lên cao và đây là mức kỷ lục đó, 128 độ trở lên đó, thì đặc biệt người ta thấy du khách ở châu Âu, thưa quý vị. Trong đó chúng tôi thấy bản tin ghi nhận nè, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Thụy Sĩ. Ông này chắc ông là người Đức quá. Mà điểm đáng chú ý đó là tại sao ông lại có được cái áo lông như thế này ông mang đi. Họ nói, họ kể lại đó, là ngày hôm qua nườm nượp xe cứ đến, và họ nói họ không có xếp hàng bởi vì trời quá nóng luôn. Thì những người du khách này họ ngồi ở trong xe vặn máy lạnh. Thì hết cái ông này ông chụp xong đó, thì cái người khác chạy tới chụp. Họ nói rằng nhiệt độ càng cao thì càng thu hút, bởi vì những người khách đến từ những cái vùng mà mặc dầu mùa hè cũng nóng, nhưng mà họ nói thử thách để xem coi nhiệt độ 130 độ, 141 độ sẽ như thế nào. Thì đó là một cái bản tin để cho thấy sự hiếu kỳ. Mà không những thế, bản tin cũng cho thấy rằng là mỗi khi California cháy rừng, nhưng mà nếu xa xa cái khu vực du lịch thì du khách vẫn kéo tới nườm nượp, không hề sợ cháy, thưa quý vị. Thị trường tài chính ngày hôm nay Dow Jones xuống 88-89 điểm, Nasdaq lên được 35 điểm hơn, S&P 500 lên được 7 điểm. S&P 500 mỗi khi quý vị thấy màu xanh này, đó là kỷ lục mới. Cũng như ở Nasdaq, Nasdaq 18.440 mà khởi sự từ cuối năm ngoái đó là chồng chèm có 15.000 mấy trăm thôi, thưa quý vị. Mà bây giờ là 18.437. Rõ ràng năm nay là một cái năm đặc biệt
khi mà AI và con chip điện toán, bây giờ các công ty họ chạy đua với nhau để vì cái sự chạy đua đó mà cả thế giới phải chạy theo, nhất là khởi đầu ở Mỹ này. Và họ nói rằng cái cuộc chiến về AI, cuộc chiến trí tuệ thông minh nhân tạo sẽ còn kéo dài cho những năm tới. Và người ta tin tưởng là các công ty Mỹ từ Microsoft cho tới Facebook và Elon Musk v.v. bây giờ là chạy đua để thống trị ngành AI. Họ nói tất cả mọi thứ sẽ là AI. Công trái phiếu 10 năm là 4,32, giá dầu xuống 73 sen, 81 đồng 60 sen dầu đi xuống bởi vì đã hết mùa du lịch rồi. Vàng xuống 3 đồng 3, 2.360 đồng 20 sen. Hôm Chủ nhật vừa rồi là ngày kỷ lục của những người du khách, trong đó những người ở quận Cam, những người ở New York, ở nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới đổ dồn về Hoa Kỳ này. Ngày Chủ nhật vừa rồi, họ chăm chú theo dõi cái số lượng du khách trở về nhà và tiếp tục sử dụng đường hàng không để di chuyển. Thưa quý vị, Chủ nhật vừa rồi là ngày cao nhất số lượng sau khi họ nghỉ, đa phần là người Mỹ trở về từ ngày lễ 4th of July. Và thưa quý vị, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ đó, tòa Bạch Ốc đang phải nỗ lực để mà dập tắt một cái tin đồn rần rần, đó là chuyện bây giờ đã báo chí họ đồn là Tổng thống Joe Biden đang phải điều trị bệnh Parkinson. Thưa quý vị, thì đầu đuôi cái câu chuyện đó là tại vì sáng ngày hôm qua, phía tờ New York Times là cái tờ báo đầu tiên mà họ đăng một cái bài báo, họ lấy được cái visitor logs của tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, visitor logs là giống như nếu mà có khách nào không phải nhân viên của tòa Bạch Ốc mà có cái chuyện gì đó cần phải vào đó thì trước khi vào phải ghi tên tuổi để cho tòa Bạch Ốc họ giữ cái record, và cái record này đó là thông tin mà báo chí họ có thể lấy được, public information, không có được giữ bảo mật. Thôi quý vị, thì phía New York Times họ ghi nhận là từ mùa hè năm ngoái cho đến mùa xuân năm nay thì có một cái ông này, ổng là bác sĩ thần kinh vốn làm việc ở tại bệnh viện quân y quốc gia Walter Reed, và hiện nay ông cũng là một bác sĩ hàng đầu về thần kinh neurologist ở tại Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, ông bác sĩ Kevin Kennard đã có 8 lần phải ghi cái tên vào trong cái visitor logs ở tòa Bạch Ốc. Cho nên là họ, thế là báo chí họ đặt cái câu hỏi tại sao một ông bác sĩ chuyên về thần kinh lại phải đi đến tòa Bạch Ốc. Tại vì thường đó, nếu như mà không có cái chuyện gì đặc biệt, Tổng thống Joe Biden, ông có bác sĩ riêng của mình ở tại tòa Bạch Ốc, thưa quý vị, là ông Kevin Connor. Thì thế là nó mới dẫn đến cái chuyện khi mà phía New York Times họ đăng cái câu chuyện đó lên đó. Thì đây là hình ảnh của bà thư ký báo chí John Pear khi mà bị tất cả ký giả của tất cả các đài ngày hôm qua họ chất vấn. Nhưng mà giống như là chất vấn mà sau đó bà bắt đầu cãi qua cãi lại với riêng ông ký giả của CBS. Thưa quý vị, ông Ed O'Keefe, ông cứ liên tục đặt câu hỏi là, thứ nhất, quý vị cũng biết là Tổng thống Joe Biden đó, vào tháng 2 vừa qua, ông đã có một cái cuộc giống như là khám sức khỏe định kỳ, và bác sĩ riêng của Tổng thống Joe Biden là ông Kevin O'Connor đã công bố kết quả là sức khỏe của Tổng thống vẫn bình thường, vân vân. Thì thường đó, các tổng thống một năm họ chỉ công bố khám sức khỏe định kỳ một lần mà thôi. Và không có cái lý do gì mà thường đó, cái cuộc khám sức khỏe định kỳ là không thực hiện ở tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, các tổng thống đi đến cái bệnh viện quân y Walter Reed rồi làm tổng quát hết một lần ở đó, và cái ông bác sĩ đó sẽ công bố cái kết quả cho người dân biết cái tình trạng sức khỏe của người tổng thống. Cho nên ngày hôm qua đó, các ký giả họ đặt câu hỏi là tại sao cái ông bác sĩ Kennard này lại đi đến riêng tòa Bạch Ốc 8 lần liên tục như vậy, có cái vấn đề gì ở đây không? Và trong cái visitor logs thì có một lần ông bác sĩ Kevin Kennard này có gặp gỡ riêng với bác sĩ riêng của Tổng thống Joe Biden là ông Kevin O'Connor. Thì nhưng mà đương nhiên cái mà cái cuộc nói chuyện và cái lý do gì hai ông bác sĩ này hội chuẩn riêng với nhau thì tòa Bạch Ốc không bao giờ trả lời.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ngày hôm qua khi mà bị đặt chất câu hỏi chất vấn như vậy đó, thì bà John Peer này bà cứ liên tục từ chối, bà nói là tôi không biết Kevin Kenner này là ai hết. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này các quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là hiện nay có tin đồn từ phía báo chí đưa ra là Tổng thống Joe Biden đang phải điều trị bệnh Parkinson. Thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị, khi mà bà thư ký báo chí lúc ban đầu đó bị các tờ báo họ đặt cái câu hỏi là họ nhận được tin tức ông bác sĩ chuyên về thần kinh Kevin Kenner đã 8 lần phải đi đến tòa Bạch Ốc và có một lần gặp riêng với bác sĩ riêng của Tổng thống, thì bà này có thể giải thích được cái lý do vì sao không, có thật là phía Tổng thống đang bị Parkinson hay không. Thì ngạc nhiên là lúc ban đầu đó thưa quý vị, bà này bà cứ liên tục bà chối, bà nói là vì cái lý do riêng tư tôi không thể nào mà xác nhận cái tên của người bác sĩ đó với anh được, mà trong khi báo chí họ đã có cái visitor log đó rồi thưa quý vị, họ thấy rõ cái tên cho nên họ mới đặt cái vấn đề. Thì bà cứ cãi qua cãi lại và báo chí họ cứ liên tục họ nói đây là quyền tự do báo chí, những cái thông tin này tòa Bạch Ốc cho phép chúng tôi đăng tải và chúng tôi muốn giống như là chi tiết rõ ràng hơn. Thì bà lại vòng vò một hồi, bà lại nói là ồ tại vì cái sự riêng tư bảo mật của cái người bác sĩ cho nên tôi không thể xác nhận tên với anh. Thì đến cuối cùng có thể là chắc là thấy cái tin đồn này nếu mà không có giải quyết đó thưa quý vị thì nó sẽ càng bùng nổ hơn nữa, cho nên đến tối ngày hôm qua phía tòa Bạch Ốc đã công bố một cái lá thư là đến từ bác sĩ riêng của Tổng thống Joe Biden thưa quý vị, ông bác sĩ Kevin O'Connor. Thì ông O'Connor ông nói là cái lá thư này của ông đó, thứ nhất ông đã được quyền của Tổng thống Joe Biden và được sự chấp thuận của ông bác sĩ thần kinh Kevin Kenner để mà đưa ra cái giải thích tại sao ông Kenner lại xuất hiện ở tòa Bạch Ốc đến 8 lần từ mùa hè năm ngoái đến mùa xuân năm nay. Thì ông O'Connor ông nói như thế này, tại vì ông bác sĩ thần kinh đó nằm trong một cái medical unit của tòa Bạch Ốc từ năm 2012, cho nên tất cả những binh lính hay là nhân viên của tòa Bạch Ốc nếu như mà có những cái triệu chứng gì đó mà cần phải chẩn đoán nếu mà liên quan đến thần kinh thì ông bác sĩ Kenner này có thể xuất hiện để mà điều trị. Thế nhưng cái lời giải thích này thì nó vẫn không thỏa mãn được cho báo chí và đặc biệt là những người mà hiện nay đang ở trong đảng Dân Chủ mà họ đặt nghi vấn về cái nhận thức có còn tỉnh táo của Tổng thống Joe Biden hay không. Sáng ngày hôm qua, ông Tổng thống Biden và Tòa Bạch Ốc đã chính thức gửi đi một bức thư để khẳng định là ông không có đi đâu hết và yêu cầu tất cả những cái lời đồn đoán nói ông là phải nên từ chức, thoái vị, đừng ra nữa để nhường cho người khác. Ông nói dẹp qua tất cả những cái yếu tố đó. Điểm tập trung ở đây trong cái lá thư ông nói rằng chúng ta phải nhắm tới đối thủ của đảng Dân Chủ là Donald Trump chứ không phải đối thủ trong nội bộ. Ngày hôm nay là một ngày được xem là rất quan trọng bởi vì ông Tổng thống Biden sẽ được các nhà lập pháp ở Quốc hội của đảng Dân Chủ gặp gỡ nhau. Trong số đó vẫn có một vài dân biểu thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ vẫn bày tỏ cái điều mà họ nói rằng không muốn ông Biden tiếp tục ra tranh cử. Nhưng mà sáng nay thì ông trưởng khối đa số của Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ đã khẳng định ông đứng đằng sau ông Biden. Ông trưởng khối thiểu số của đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện cũng tuyên bố, ông dân biểu tuyên bố rằng cũng đứng đằng sau ông Biden. Vấn đề chính hiện nay thì Quốc hội với đảng Dân Chủ hiện nay chiếm đa số ở Thượng viện và thiểu số ở Hạ viện sẽ đưa ra thông điệp gì để trấn an dư luận liên quan những lời đồn đoán và kể cả những tuyên bố ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ yêu cầu ông Biden nhường chỗ cho người khác. Họ cho rằng thời điểm bây giờ quá cấp bách luôn, tháng 7 rồi
Và ngày 8 tháng 11 bầu cử chỉ còn bao nhiêu nữa đâu, cho nên cần phải thay đổi. Tuy nhiên, với lá thư này và chưa kể là ở tại tòa Bạch Ốc, thủ đô Washington, tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối NATO. Đây là cơ hội để ông Biden phải chứng minh cho thế giới và cả dư luận Hoa Kỳ nữa cái khả năng ông đối đáp, giao thiệp và tránh để bởi vì máy quay sẽ liên tục chiếu, các đài truyền hình sẽ đặt trọng tâm, họ muốn xem cái cử chỉ, cái phong thái của ông có còn vững vàng khi đón tiếp các nhà lãnh đạo trong khối liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hay không. Trở về với bản tin địa phương ngày hôm qua, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin Breaking News trong phần tin mở đầu. Thời sự là cơn bão Beryl đã giảm cường độ từ Hurricane. Hai định nghĩa về bão khác nhau. Hurricane là cuồng phong. Hurricane theo theo gió lớn, bão, vân vân. Một chữ thứ nhì cũng là bão, nhưng mà bão nhiệt đới, tropical storm. Thì khi mà vào đất liền, đặc biệt là ở Texas, đó, quý vị nhìn thấy trên bản đồ, thì phần lớn cái khu vực phía đông của Texas bị ảnh hưởng nặng nề. Khu vực phía tây hầu như chỉ là có mưa thôi và mây mù. Nhưng mà khu vực phía đông này đó, từ Galveston trở đi thì ảnh hưởng nặng. Khi mà người ta nghe nói tropical storm, đối với người Mỹ đó, thậm chí có cái thời gian mà khi mà bão cấp 3, cấp 4 đi vào Houston. Cách đây trước cái thời đại dịch đó, chúng tôi nhớ, thì thậm chí người dân ở đây có vẻ như họ rất là thản nhiên. Họ nói, ô, bão khi vào đến đất liền thì nó không sao hết. Ngay lúc đó đó, người ta nói bão vào đất liền có thể là cấp 3, cấp 4. Nhiều người sợ và họ di tản. Thế nhưng lần này đó thì cũng nhiều người nói, ô, tropical storm. Thì mình nghe là bão nhiệt đới chứ không đến nỗi đâu. Nhưng mà không ngờ khi mà nhìn vào các video, thưa quý vị, và cũng như những đoạn phim mà trong đó có những người Việt Nam sống ở Galveston, sống ở Houston, họ quay. Và năm nay chúng ta đặc biệt mới thấy được có rất nhiều các video của những người YouTuber Việt Nam sống ở Houston. Họ quay và họ đưa lên YouTube cận cảnh bão vào và trước khi bão rồi họ phải dọn nhà như thế nào. Thì điểm đáng chú ý, mặc dầu là bão vào đây chỉ có cấp 1, nhưng mà khuyến cáo của chính quyền cũng kêu gọi nếu được thì ở trong nhà, đừng ra ngoài đường. Thứ hai nữa đó là nếu được thì di tản. Và đó là lý do nhiều người ở vùng biển Galveston họ rời đi. Bởi vì bão đánh vào đây là sẽ nâng cái mực nước biển lên cao, lũ lụt khắp nơi rồi mưa lớn. Thì họ chạy vào trong thành phố Houston để lánh bão. Thế nhưng vào đến Houston thì đến ngày hôm nay, hôm qua bản tin nói 1.8 triệu, ngày hôm đến giờ phút này đó, họ nói rằng nhiều cư dân vẫn chưa có điện. Ngay cả ông thị trưởng của Houston cũng phải lên đưa ra các chi tiết liên quan tới cơn bão. Và những người mà họ sống ở Houston rồi từ Galveston họ đi, họ còn ở đó đó. Có người thì họ nói rằng tôi không đi bởi vì tôi nghe là bão vào đến đây là cấp 1, tức là thấp hơn nhiều so với cấp 4, cấp 5. Rồi nó trở thành cơn bão nhiệt đới, nhiều người không đi. Nhưng mà không ngờ đó, bão nó với sức gió cũng khá mạnh thưa quý vị, đã thổi tung nhiều cái mái nhà rồi gây ngập lụt ở khắp nơi, thiệt hại khá nặng nề. Số người chết trên đường đi của bão bây giờ là hơn 11 người, không phải ở Houston. Houston thì khoảng 3 hay 4 người thiệt mạng, cũng nhiều người bị thương. Trong đó có một nhân viên sở cảnh sát Houston. Không biết vì lý do nào trên đường đi có thể hỗ trợ, thì anh kẹt và cái chiếc xe chìm dưới cái chỗ lụt và khiến cho anh không thoát được ra ngoài, hay là không biết bơi. Bản tin nói rằng anh đã bị chết đuối, một nhân viên cảnh sát Houston chết vì chết đuối. Và nhiều người rời khỏi Galveston đi vào Houston đó, họ cũng hỡi ôi luôn, họ tưởng đi vào Houston thì sẽ né được các cảnh mà lũ lụt. Không ngờ Houston chỉ cần một trận mưa lớn thôi, trong những năm trở lại đây thì chỉ cần một trận mưa lớn là một số
những khu vực thấp của Houston đó là ngập lụt. Và bây giờ đó cơn bão nó đi ngang và nó thả xuống một cái lượng nước mưa quá lớn luôn. Cho nên người dân Houston rất là chật vật hiện nay. Hàng triệu người không có điện. Và cái khó khăn ở đây đó là công ty điện của Houston họ nói rằng có nhiều các trạm biến thế đó cần phải thay mới luôn, chứ không sửa chữa được nữa. Bởi vì gió lốc lớn đã thổi sập rất nhiều các cột điện. Thì hiện nay cộng thêm là nhiệt độ cũng đã nóng trên 90 độ trong ngày mà không có máy lạnh. Thì đó là cái hoàn cảnh mà cư dân ở Houston cũng như các vùng từ Galveston đến Houston đang gặp phải. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Tiếp tục trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua ở tại New York City thì cảnh sát đã chính tình nghi là hung thủ đã giết người và sau đó quấn xác của nạn nhân vào trong những cái giống như cái bao tải và liệng ở một cái nơi mà bên cạnh những cái bao rác khác vốn để được chờ mà giống như là sở vệ sinh của thành phố họ đi họ collect rác vào mỗi cuối tuần đó. Thì đây là hình ảnh vào thứ sáu tuần trước lúc 5 giờ khi mà những người dân ở đây họ đem rác đến cái khu vực này đó, họ để mà chờ sở vệ sinh họ đến họ lượm rác, thì người dân họ tự dưng họ thấy nguyên cái bao này nó khác thường lắm, cho nên là có những người họ mở ra thì lúc đó họ mới tá hỏa là bên trong là một thi thể nữ, thưa quý vị, cho nên ngay lập tức là họ đã gọi cho cảnh sát. Thì cảnh sát xác nhận là thi thể nữ này đó ngay lập tức mở ra là thấy được có một cái vết thương do đạn bắn vào đầu và chết, cho nên là họ lập tức mở cái cuộc điều tra, đây là một cái vụ giết người. Và nạn nhân cũng đã được xác nhận danh tính, thưa quý vị, cô tên là Yasmin Williams, 31 tuổi. Thì ngay lập tức cảnh sát họ thu thập những cái video camera ở ngay vòng vòng những cái cửa tiệm xung quanh đó. Thì họ thấy là trước đó có một cái người đàn ông mà đặc biệt là còn ngồi xe lăn nữa, thưa quý vị, ngồi xe lăn nhưng mà xe lăn điện, đã kéo cái bao tải to này đến cái nơi này và sau đó là lái xe lăn đi. Thì chính vì nhờ có cái hình ảnh đó cho nên là sở cảnh sát họ nhanh chóng họ giống như là lùng sục được cái người đàn ông lái xe lăn đó là ai. Thì cuối cùng người dân xung quanh khu vực họ nói là cảnh sát ra vô liên tục một cái tòa nhà gần ngay đó thôi, không có xa, tại vì rõ ràng y là người bị ngồi xe lăn cho nên không có đi xa được, thưa quý vị. Và cuối cùng cảnh sát đã bắt được một cái tay đàn ông này, tên là Chad Irish, 55 tuổi, thưa quý vị. Hình ảnh này khi mà cảnh sát họ bắt cái tên này đó thì báo chí họ ghi nhận là gia đình của nạn nhân không biết vì sao chắc họ theo dõi liên tục, cho nên là khi mà cảnh sát lôi y xuống đó, gia đình nạn nhân kéo xuống và họ muốn đánh chết cái tên này, ít nhất một người đã đấm được vào mặt của y, nếu mà không có cảnh sát bảo vệ thì có thể là y đã bị những người kia họ đánh cho chết. Thì phía cảnh sát xác nhận là sau khi mà bắt về đó, y vẫn không thừa nhận là y giết cô Williams, và phía cảnh sát chỉ cho biết là cái tay này đó phạm ở tù rất nhiều lần vào năm 1994, ở tù 3 năm chỉ vì cãi cọ với người nhà liên quan đến tiền bạc mà đốt nhà của cái người chú của y, và sau đó là y xách súng đi ăn cướp rất nhiều lần. Và trước khi mà y bị bắt vì cái vụ giết cô Williams á, thì y vốn đang được on probation, thưa quý vị, cho một cái vụ xách súng đi ăn cướp. Cái điểm đặc biệt là mặc dù ngồi xe lăn nhưng mà không hiểu tại sao có thể xách súng đi ăn cướp được. Thì bây giờ phía đặc biệt mẹ của nạn nhân đó, bà đã nói với báo chí là bà biết cái tên này luôn, và bà cho biết là trước đây cô Williams giống như là có qua lại với tên này, giống như là bạn bè vậy đó, cho nên bây giờ phía gia đình vẫn không biết lý do vì sao mà y giết cô Williams.
Và bây giờ y không khai, cho nên cảnh sát vẫn không biết được. Phía gia đình thì khẳng định là cô không có cái mối quan hệ nam nữ với cái tên này. Ngồi xe lăn vẫn đi ăn cướp được, bởi vì lăn xe tới chỗ cướp xong đứng dậy chĩa súng, sau đó ngồi xuống trở lại rời khỏi hiện trường, không ai biết hết. Bởi vì nói một cái người như thế thì không thể nào mà là kẻ cướp được. Thưa quý vị, trong khi đó lại thêm một bản tin này để cho thấy nước Mỹ giàu có, nhưng mà cái lòng nhân hậu của những người giàu đó chứng minh cho thế giới thấy là nước Mỹ có thể là quốc gia duy nhất mà một người tặng tiền khủng khiếp bạc tỷ. Trước đó ở New York, cũng trường đại học y khoa của New York, một người quả phụ, chồng của bà là tỷ phú, sau khi chết để lại cái tài sản cả hơn, chỉ có hơn bạc tỷ thôi. Con cái thành tài, mà điểm đáng chú ý là con cái nói với mẹ đó: ôi, bố để lại cho mẹ, mẹ muốn làm gì với số tiền của mẹ, mẹ làm. Và đây là gia đình gốc Do Thái. Và sau khi hội nghĩa là nói chuyện với con cái thì mẹ có ước mong đó, bởi vì mẹ tốt nghiệp trường ở New York, cho nên mẹ có ước mong thôi, bây giờ tiền nhiều quá đâu có sống mà xài hết được, thôi thì tặng. Các con nghĩ sao? Thì các con nói: ồ, mẹ muốn tặng thì đó là một điều quá tốt. Thế là bà tặng luôn 1 tỷ Mỹ Kim cho trường. Và vì thế trường ở New York tuyên bố miễn học phí. Ngày hôm nay đây là tiền sảnh của trường đại học danh tiếng thế giới. Và tại Hoa Kỳ này, rất nhiều các sinh viên đặc biệt theo ngành y khoa mơ ước tốt nghiệp từ trường đại học y khoa Johns Hopkins. Nghe tới Johns Hopkins, nghe tới bác sĩ mà tốt nghiệp Johns Hopkins rồi đó, là bao nhiêu bệnh viện là cầu mong để đón về. Một sinh viên tốt nghiệp ở đây trung bình họ thiếu nợ 105.000 Mỹ Kim, thưa quý vị, đó là trung bình thôi. Có sinh viên thiếu lên tới cả 200.000 Mỹ Kim. Mặc dầu nhận được, và cái tỷ lệ vào đâu khoảng chừng mấy phần trăm mà. Đó, nó khó đến như thế, bởi vì vào đây đã học khó rồi, nhưng mà cái tiến trình học, và kể cả trường nằm ở Baltimore, Maryland, tiểu bang Maryland. Và trong số các sinh viên từng tốt nghiệp trường đại học này là nhà tỷ phú Michael Bloomberg. Mà khi quý vị nghe đến chữ Bloomberg đó, là nghĩ tới ngay thị trường chứng khoán. Ông làm chủ rất nhiều các tài sản đầu tư, và kể cả một hệ thống báo chí truyền thông liên quan tới đầu tư. Và đó là lý do ông giàu có. Tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins từ năm 1964, Michael Bloomberg từ từ trở thành nhà đầu tư đại tài. Và điểm đáng chú ý là kể từ khi mà ông thành công á, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Johns Hopkins á, hàng năm cái số tiền mà ông kiếm được lên tới bạc triệu, rồi lên tới cả trăm triệu, rồi sau này là bạc tỷ đó, ông có cả chục tỷ Mỹ Kim. Và vất thường ông đóng góp hầu như hàng năm, mỗi lần trường Johns Hopkins cần cái gì đó là ông đóng góp, và đóng góp ở Mỹ này đó thưa quý vị. Những cái trường đại học danh tiếng Harvard, vân vân, Yale đó, họ nhận được cả trăm triệu Mỹ Kim. Và có những cái nguồn tài sản mà các trường đại học này họ đầu tư trở lại. Họ có cả một cái ủy ban đầu tư để giám sát cái số tiền quỹ của họ. Và những cái trường đại học ở Mỹ này đó, không có trường nào mà dưới vài tỷ Mỹ Kim, những là trường danh tiếng. Và đó là lý do họ mới có được cái phần học bổng rất là ít cho sinh viên. Thì bây giờ ông Michael Bloomberg nói bây giờ sinh viên thiếu nợ nhiều quá mà ra, thì ông muốn khuyến khích là trường học của ông đó là đào tạo thêm cái khối sinh viên, đặc biệt là ngành y khoa ngày càng nhiều. Vì vậy ông nói rằng trường cần bao nhiêu, với một cái số sinh viên mà nhận vào như thế đó hàng năm đó, thì cần bao nhiêu tiền để những sinh viên này không phải trả học phí. Thế thì ông nói 1 tỷ đủ không? Thế là ông nói đóng 1 tỷ luôn. Thế thì đặc biệt là bắt đầu từ mùa thu này, cuối năm nay đó, và bây giờ rất nhiều sinh viên đã nộp đơn để xin vào, có những sinh viên đã nhận được rồi. Thì cái tin tức ngày hôm nay đó họ quá mừng luôn.
Bởi vì khi mà vào được trường đó là phải nghĩ ngay tới cái chuyện đó là mượn nợ. Thì thiếu ngay lập tức, ngay trong đầu đó, sau khi tốt nghiệp ít nhất là 105.000. Và trong lạm phát gia tăng nữa thì trong thời gian tới nó có thể lên tới 100 mấy chục ngàn luôn. Hôm nay họ đọc tin này và họ nói rằng, quý vị nhận được thư báo là quý vị sau tốt nghiệp trường John Hopkins cố gắng học đi, tất cả mọi học phí được trả hết. Tuy nhiên có điều kiện là không dành cho sinh viên giàu. Sinh viên mà có bố mẹ giàu có với lợi tức trên 300.000 Mỹ Kim á, thì không được miễn học phí. À, nhưng mà sinh viên nào mà chứng minh được lợi tức trong gia đình lúc mà đi học á, dưới 300.000 Mỹ Kim thì sẽ được trả học phí toàn phần. Chưa hết, với điều kiện là ông Bloomberg ông cũng nói những sinh viên được gọi là nghèo, thưa quý vị. Sinh viên nghèo ở đây là lợi tức 175.000 Mỹ Kim. Không phải là cá nhân sinh viên đó, nhưng mà khi mà họ nộp đơn vào, họ phải cho biết là bố mẹ gia đình làm bao nhiêu tiền. 175.000 Mỹ Kim là trả hết luôn. Trả luôn tiền sách vở, tiền ăn ở trong trường luôn. Sung sướng. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị. Quý vị, trong những ngày qua đó, khi mà lượng du khách cứ kéo về Death Valley thì các giới chức họ gọi là park officials, là những người mà trông coi cái khu vực Death Valley, đưa ra cái khuyến cáo là nếu như mà không phải là những người mà chuyên đi ở những cái chỗ mà giống như là sa mạc đó thưa quý vị, và đặc biệt là nếu không có chuẩn bị thì đừng có đi vào đây và ở lâu hơn, tại vì mới hôm Chủ nhật đã có một người chết và bốn người phải vào bệnh viện khi mà họ đã cố chấp đi vào cái khu vực Death Valley này thưa quý vị. Thì phía các park officials họ nói là hai ngày thứ bảy với Chủ nhật vừa rồi đó, cái nhiệt độ Death Valley ghi nhận là 128 độ. Thì có một nhóm 6 người đàn ông họ lái xe mô tô thôi quý vị, và phía các nhân viên thì họ không biết là cái nhóm này đã đi vào cái khu vực này họ ở bao lâu rồi không biết, nhưng mà đặc biệt cái nhóm này đó họ đi vào cái khu vực gọi là Badwater Basin thôi quý vị. Cái khu vực này nằm ở trong Death Valley nhưng mà nó rất nổi tiếng là nhiều người họ muốn kéo đến đây và muốn chụp hình với cái bản này, tại vì cái vùng đất này đó thì nó đặc biệt là thấp nhất ở khu vực Bắc Mỹ này, khi mà cái mặt đất thấp hơn mực nước biển 282 feet, cho nên là nếu mà đi vào đây Death Valley thì ai cũng muốn kéo đến cái chỗ này hết thôi quý vị. Nhưng mà tại vì cái chỗ này nó lại nằm sâu ở bên trong nữa, thì phía park officials họ nói là khi mà họ nhận được điện thoại cầu cứu của cái nhóm này đó là helicopter không thể bay vào, tại vì helicopter không thể bay nếu mà nhiệt độ trên 120 độ thôi quý vị, cho nên là park officials họ phải lái xe từ từ đi vào. Thì họ nói đến khi họ vào đó thì một người trong cái nhóm 6 người này đã chết mất rồi, còn 4 người khác đó thì giống như là cũng bị ngất xỉu vì bị sốc nhiệt và lại phải chất lên trên xe và lái ra khỏi khu vực này. Còn có một người đó là giống như là tình trạng là đỡ nhất ở trong nhóm thì giống như được cấp cứu ngay tại chỗ, thì cái người đó không sao. Thì bây giờ phía park officials họ nói là 4 cái người kia đó sau đó được chở vào bệnh viện gần nhất ở Las Vegas để mà cứu chữa thì họ qua khỏi. Còn cái người mà bị thiệt mạng đó thì có thể là chắc cơ thể yếu, với lại park officials họ nói là nhiều khi cái chuyện mà sốc nhiệt đó không phải chỉ trong một vài tiếng, mà nhiều khi là đã nhóm này ở trong này 1-2 ngày rồi và họ không biết được, cái cơ thể họ không chịu được, đến khi mà nó bị sốc một cái là không có còn cách cứu chữa kịp. Tuyệt vời nhất là tháng 10, tháng 11 đến Death Valley. Một đời người chắc cũng phải nên đến một lần thưa quý vị, bởi vì quá nhiều các tin tức nơi nóng nhất trên thế giới này. Và đặc biệt đó, hết mùa hè đó, nhiệt độ vào ban đêm nó xuống dưới âm độ, cho nên cũng nguy hiểm. Và có những bức hình quý vị thấy người ta đi trên cái vùng mà ngày xưa đó là cái mặt như mặt biển vậy đó, cho nên muối đầy ở dưới đây, Death Valley cả. Và ở xa xa đó thì là ngọn núi, là tuyết. Cho nên mặc áo lạnh mà đi chơi, những bức ảnh được chụp rất nhiều.
Và từ Death Valley sang tới Alaska, đây là bản tin để cho thấy cũng khá là hiếm hoi. Thẩm phán liên bang tự từ chức bởi vì những cái cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục trong văn phòng của chính mình. Ông này trông cũng rất là trai, còn trẻ thưa quý vị, thẩm phán Joshua Kindred của quận Alaska, Anchorage, và là thẩm phán liên bang. Và thậm chí có những cái vụ kiện nếu mà xảy ra liên quan tới cuộc bầu cử hay những cái chuyện liên quan tới tổng thống vân vân mà dính líu tới tiểu bang, tương tự như thẩm phán quận ở Georgia vân vân, ở Florida, ông có thể trở thành một cái vị thẩm phán xử những cái vụ rất lớn như thế này. Nhưng mà rất tiếc, lý do mà ông từ chức và từ chức vào đúng trước ngày lễ độc lập ngày 3 tháng 7, ông chỉ viết thư lên nói tôi từ chức, tôi bắt đầu ngày thứ hai hôm qua tôi sẽ không đi làm nữa. Thì thực ra trước đó Ủy ban về đạo đức, trong đó tất cả những tòa án ở nước Mỹ này, họ có những cái ủy ban để giám sát xem, thứ nhất, phán quyết của quan tòa đưa ra nó như thế nào, nó có đi ngược lại với những tiêu chuẩn của tòa án hay không, và thứ hai, có những cái lời than phiền nào nhắm vào ông hay không. Mà đâu phải là chỉ có thẩm phán, nhân viên và viên chức chính phủ luôn luôn có hệ thống giám sát theo dõi họ, từ vấn đề an ninh cho đến vấn đề chung đụng cá nhân. Thì trong số này có những thư ký mà họ cáo buộc đó là ông này có một cái công việc rất là bậy bạ, ban ngày thì xử, nhưng mà khi mà nghỉ ngơi đó, vào phòng làm việc của mình đó, thì các cô thư ký phải đối đầu với không biết bao nhiêu những cái lời chọc ghẹo. Và thậm chí lúc mà có những cô mới vừa đi làm, sau này có là nhân chứng cũng kể lại đó, thì mới vừa nhận được vào thư ký mà trông có vẻ hơi có chút nhan sắc một cái đó, là ông này ông gọi tới và ông kể lể về cái chuyện tình dục của cá nhân mình. Thì những cái chuyện đó đó, nó không có cấu thành tội, nó chỉ có những cái chuyện bậy bạ thôi, cho đến khi có những cái hành vi. Và quả nhiên như thế, những cái thư ký ra chứng nhận với ủy ban đạo đức thì nói, có nói rằng là họ đã bị tấn công tình dục, sách nhiễu, mặc dù đó ra trước ủy ban, trước khi ủy ban có quyết định yêu cầu ông thôi việc, tức là từ chức cái ghế thẩm phán đi đó, thì ông phải ra điều trần. Và đây là hình ảnh ông ra điều trần trước ủy ban, ông nói rằng ông phủ nhận mọi cáo buộc. Ông nói rằng tôi không hề có, thỉnh thoảng thì lẽ đương nhiên có những cái lời trêu ghẹo thì cái chuyện đó cũng bình thường đối với một người đàn ông, nhưng mà tôi không hề có những hành vi như thế. Tuy nhiên một người thì không nói, đằng này hai ba cô thư ký đều tuyên bố là chính các cô đã bị ông gọi là chung đụng, va chạm, và thậm chí đưa ra những cái lời chọc ghẹo đó, và nó kéo dài cả một thời gian nhiều năm chứ không phải là mới đây. Và cuối cùng thì áp lực quá lớn, ủy ban thì họ đưa ra cái yêu cầu là ông từ chức đi để tránh phải cái tình trạng mà họ giải chức, cái chuyện đó nó nặng nề hơn. Thì cuối cùng ông Kindred đã đồng ý, một cái tin cũng khá là hiếm hoi ở tại tiểu bang Alaska. Và tiếp tục trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại tiểu bang New Hampshire đang điều tra cái chết của một sinh viên nghi ngờ chết là vì cái phong tục hazing của các hội sinh viên. Năm nào chúng ta cũng nghe là cứ bắt đầu cái mùa nhập học đó thưa quý vị, đặc biệt là ở các trường đại học lớn thì họ có những cái hội sinh viên. Thì ở Hoa Kỳ này, mặc dù trong những năm qua đó bắt đầu các trường học họ tuyên bố là họ cấm những cái chuyện đó, nhưng mà thực sự ra đa số các hội sinh viên này đó họ không có bỏ cái phong tục hazing này, nhưng mà họ chỉ giống như là giảm bớt thôi. Nhưng mà vẫn năm nào trước cái mùa nhập học vẫn có một hai cái trường hợp lại có sinh viên vì cái phong tục này mà bị chết. Thì đây là
cậu sinh viên mới có 20 tuổi thôi, tên là Trang Won thưa quý vị. Vừa mới được, không phải vừa mới được, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Dartmouth University, là một trong những cái trường trường tư danh giá nằm trong khối Ivy League thưa quý vị. Thì vào thứ chủ nhật tuần trước đó, bạn bè đã gọi cảnh sát báo là cậu này bị mất tích, khi mà tối hôm trước, tối thứ bảy, nguyên cái nhóm sinh viên mà cậu này tham gia đó, cái nhóm gọi là Beta Alpha Omega của cái trường đại học này, họ có tổ chức một cái buổi party ở ngay trên, mà tất cả sinh viên này là con nhà giàu không à, cho nên là có một sinh viên chắc cha mẹ có cái nhà ở ngay cái bờ hồ Connecticut River, cho nên là họ tổ chức party ở đó. Thì sau khi mà tổ chức ăn chơi rồi xong thì thường những cái party này là phải có uống rượu, nhưng mà sau đó khi mà mọi người về hết thì cái hai người bạn đi chung xe với cậu này đó lại không thấy cậu này đâu cả, cho nên họ gọi phone một hồi thì cuối cùng họ gọi, họ báo cảnh sát thưa quý vị. Thì cảnh sát cho biết là đến khoảng chừng tìm kiếm đâu mấy tiếng đồng hồ đó thì họ biết được là cái hồ này đó, phía sinh viên uống hay ra đứng ở đây, cho nên cảnh sát nghĩ là khi xỉn rớt xuống dưới, cho nên là họ tìm ở bên dưới. Và thật sự sau mấy tiếng đồng hồ, cảnh sát đã lôi được xác cậu này lên ở cái mực nước là 65 feet ở dưới lòng hồ. Thì nhưng mà bởi vì có cái yếu tố uống rượu đồ này nọ đó, cho nên là cảnh sát họ cũng không ngoại trừ khả năng là nhiều khi đánh lộn hay gì đó, cho nên họ vẫn tiếp tục điều tra. Thì phía cảnh sát cho biết là sáng ngày hôm qua họ nhận được điềm chỉ từ một trong những cái sinh viên. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nha. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là cảnh sát ở tại tiểu bang New Hampshire đang điều tra cái chết của một sinh viên của một trường tư thục nổi tiếng. Thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị, cậu Trang Won này đêm thứ bảy tham dự một cái bữa tiệc của cái nhóm sinh viên gọi là Beta Alpha Omega. Cái nhóm này là của trường đại học. Thì sau đó thi thể lại được cảnh sát vớt lên từ dưới cái lòng sông. Và cảnh sát cho biết là đến ngày hôm qua, sáng thứ hai đó, họ nhận được một cái email từ một sinh viên ở trong trường. Người này nói là có tham gia vào cái bữa tiệc hôm thứ bảy và đã chứng kiến được là có một nhóm 2-3 người sinh viên đó lôi kéo cậu Trang Won này vào trong một cái phòng và họ liên tục nói về cái thủ tục mà hazing của các tổ chức sinh viên. Thì thường hazing đó thưa quý vị là họ giống như là một cái thành viên mới nếu mà muốn gia nhập cái tổ chức này đó, giống như lại phải qua một cái thủ tục ra mắt các đàn anh, nói nôm na là như vậy. Mà thường nó cái mức độ mà giống như họ challenge cái nhóm mà dễ dãi chơi dễ thương thì giống như bắt uống nguyên một chai bia chẳng hạn như vậy thôi. Nhưng mà thường nó sinh viên mà cái tuổi trẻ họ nghịch ngợm, rồi nhiều khi cái chai bia hoặc ly rượu họ đổ tương ớt, họ đổ tiêu vào vân vân, thì thường nó có những cái vụ mà chết người là vì những cái giống như là khi mà họ chơi đó, họ chơi quá tay nghĩ cho nạn nhân thôi quý vị. Và một số trường hợp là các nạn nhân vốn những cái sinh viên này trước giờ họ không bao giờ uống rượu cả, mà một lần họ bị bắt uống một ga lông chẳng hạn thì cái cơ thể chịu không nổi, rồi vừa uống vừa say xỉn bị té vân vân, đập đầu mà chết. Thì đó là những cái tai nạn và những cái hậu quả của cái thủ tục hazing này gây ra. Thì cái người điềm chỉ cho cảnh sát đó rõ ràng nói là thấy cậu này bị lôi vào cái phòng và những nhóm sinh viên đó liên tục nói về cái chuyện hazing, nhưng mà cái người này nói là tại vì không có đi vào cho nên không biết được cái chuyện gì đã xảy ra trong cái phòng đó. Thì chính vì vậy cảnh sát bây giờ, đặc biệt là gia đình của cậu này thì cũng là một gia đình danh giá thưa quý vị, cho nên là họ rất là phẫn nộ khi mà biết được là con của họ có thể là nạn nhân của một cái thủ tục này nữa. Thì cảnh sát họ đã liên lạc với cái trường Dartmouth, thì cái trường này đó họ xác nhận là vào
mùa thu năm ngoái là cũng mùa nhập học, cái tổ chức Beta Alpha Omega này đã bị trường giống như là khiển trách vì những cái thủ tục như thế này. Và đến tháng Giêng năm nay đó là trường này họ nói là họ đã chính thức suspend cái hoạt động của cái trường, cho nên là giống như là trên giấy tờ là không còn cái hội này nữa, nhưng mà có thể là bây giờ các sinh viên họ vẫn muốn vô và vẫn tiếp tục cái chuyện thủ tục này. Họ không lấy tên Omega nhưng mà họ lấy tên khác. Thực sự thì họ không cấm thành lập các hội sinh viên của các trường, rất nhiều hội sinh viên Việt Nam vân vân, nhưng mà thường phần lớn không những hazing ở trong trường mà tại quân đội cũng thế, những tân binh cũng bị những người đàn anh ở trong quân đội tấn công quấy rối, phần lớn là ép uổng. Và có nhiều trường hợp, một là không ngã bệnh thì cũng bị ngất xỉu, hoặc là cuối cùng hậu quả lớn nhất là chết. Và từ Pennsylvania, New Hampshire sang Pennsylvania, đây là một cái chết đầy thương tâm đã xảy đến cho một người chuyển giới ở Pennsylvania. Chuyện này đến và ngày hôm nay đó, mặc dù nó đã xảy ra từ cuối tháng 6, nhưng mà đến ngày hôm nay đó thì cộng đồng ở tại Pennsylvania họ mới chính thức đưa ra cái thông cáo, và họ đến trường cũng như là nơi mà nó xảy ra cái chết tội nghiệp này để mà tưởng nhớ tới người học sinh. Cái tình hình nó như thế nào và cái câu chuyện thương tâm nó xảy ra như thế nào, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị, vào hồi tháng trước đó thì cảnh sát ở Pennsylvania họ tìm được một cái thi thể bị chặt, nhưng mà lúc đó cảnh sát họ không biết là cái chuyện gì xảy ra với cái thi thể này. Và sau đó bắt đầu họ nhận được cái báo cáo từ báo cáo cho tìm kiếm người mất tích của gia đình đó, thì cảnh sát mới đi điều tra và họ sâu chuỗi lại thì họ mới xác định được cái thi thể bị chặt đó là thuộc về thiếu nữ chuyển giới tên là Polly Likens Jr., 14 tuổi thôi quý vị. Thì đầu đuôi là vào ngày 25 tháng 6, thi thể của cô này đó được kéo lên từ phía cái hồ gọi là Shenango River Lake. Thì lần cuối cùng mà cô này được nhìn thấy là ngày 23 tháng 6 thôi quý vị. Thì giống như mùa hè mà các em đi chơi, lúc đó là cô cùng với một người bạn đi ra ngoài park chơi. Nhưng mà đến chiều tối đó thì người bạn, bây giờ theo hồ sơ của cảnh sát, người bạn nói là đến 9 giờ rưỡi tối thì cả hai chia tay nhau về nhà. Thì đến khoảng đâu 11, 12 giờ khuya, người bạn vẫn còn nói chuyện qua text với Polly được. Nhưng mà rồi sau đó thì là giống như tự dưng đang nói bị ngắt quãng. Và rồi phía gia đình đó thì đến sáng ngày hôm sau lại báo là con không có về nhà. Cho nên là cảnh sát họ mới sâu chuỗi những cái chuyện này. Và cũng may là cảnh sát tìm được những cái video camera của những cái cửa tiệm lân cận nơi mà tìm được thi thể của Polly đó thưa quý vị. Thì thứ nhất cảnh sát họ điều tra, họ có cái cột mốc thời gian tại vì có đi chung với người bạn, thì họ thấy được là sau 9 giờ tối đó cái dữ liệu từ cell phone của cái cô gái 14 tuổi này không có đi thẳng về nhà mà lại đi ra cái khu vực cái bờ hồ là nơi mà sau này tìm được cái xác của cô đó. Thì cảnh sát nói là khi mà ra đến đó, tại vì xung quanh đó có những cái cửa tiệm hay là cây xăng gì đó, thì họ thấy được là cô này nói phone xong rồi bấm phone giống như đang chờ ai đó. Và sau đó thì có một cái chiếc xe xuất hiện thưa quý vị, và cô leo lên cái xe, cái chiếc xe lái đi. Thì là sau đó mấy tiếng đồng hồ, giống như người bạn nói, là cái dữ liệu cell phone của cô nó xuất hiện ở cái một nơi cách đó khoảng chừng 2 dặm. Và sau đó rồi là coi như mất tín hiệu của cell phone luôn. Thì giống như là có người đã tắt cái cell phone của cô này. Thì nhờ cái hình ảnh từ camera, cảnh sát họ mới đi tìm được hình truy tìm được chủ nhân của cái chiếc xe thưa quý vị. Thì đó là cái tay đàn ông tên là Deshaun Watkins, 29 tuổi. Thì phía cảnh sát sau khi mà có được hình ảnh bằng chứng đó, và đặc biệt sau những cái giờ mà người bạn với gia đình nói là cô này mất tích và không giữa cái cell phone bị tắt rồi đó, cảnh sát phát hiện là y liên tục đi ra đi vô
khỏi cái căn nhà của mình, mà mỗi lần ra vô là vác theo những cái bao rất là lớn. Và sau đó y lái đi xe đi thì nhưng mà y vẫn không khai, y chỉ nói là có quen biết cô này trên mạng xã hội. Nhưng mà cảnh sát họ đã có đủ bằng chứng để họ xin lệnh khám xét nhà thưa quý vị. Cho nên là khi mà khám xét thì cảnh sát họ phát hiện được trong nhà của y có dính rất nhiều máu, mặc dù y đã chùi rồi thì đó là máu của Polly. Thì cuối cùng cảnh sát bây giờ y vẫn không nhận tội thưa quý vị. Nhưng mà cảnh sát họ nói là sau những cái bằng chứng đó thì họ tin là cô bé này đã gặp gỡ với y qua cái ứng dụng dành cho những người đồng tính gọi là Grindr. Và cái đêm tối khi mà cô ra cái bờ hồ đó là lần đầu tiên hẹn gặp tên này, y chở về nhà. Rồi sau đó thì không biết cái lý do tại sao, tại vì cô này đó đã đồng ý đi về với y là tự nguyện, nhưng mà không hiểu ở trong nhà xảy ra cái chuyện gì dẫn đến chuyện là y giết cô này và sau đó chặt xác và phi tang. Cảnh sát hiện nay Pennsylvania vẫn đang tiếp tục tìm hiểu thêm động lực, và chúng ta sẽ biết thêm chi tiết, bởi vì tất cả nó sẽ qua cái việc mà y lên trên mạng tên Dashawn Watkins này trong quá khứ có thể đã có những cái hành vi chống lại người đồng tính, nhất là những thiếu niên chuyển giới. Cho nên y lên mạng và tìm những con mồi nào có thể y tìm gặp thì xui cho cái người thiếu niên 14 tuổi này đó. Gia đình hôm nay báo cho biết em là một người rất là vui tính, hay chọc ghẹo những người thân trong gia đình. Mới có 14 tuổi thôi thưa quý vị, học lớp 8, lớp 9 à. Nhưng mà trong gia đình thì ai cũng biết ngay từ nhỏ em đã muốn thành con gái rồi. Và em có cái nét đẹp như là con gái vậy đó, với cái tóc dài như thế và cái dáng ngồi. Mà trong gia đình chúng ta cũng biết được có những đứa trẻ từ nhỏ mình đã thấy nó là như con gái. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà xã hội ngày nay chấp nhận. Nhưng mà có những kẻ điên, những cái kẻ thù hận thì không chấp nhận, như cái tên Watkins này. Và cuộc điều tra để tìm hiểu thêm nữa, và đó là lý do tại sao quan tòa lúc mà y nhà luật sư Thí, không có luật sư nữa, ra để yêu cầu là cho phép đóng tiền tại ngoại hầu cha đó, thì quan tòa cũng không luôn. Quan tòa nói rằng cho đến giờ phút này bằng chứng đã quá hiển nhiên rồi mà y vẫn không có hợp tác, mà nhất định chống lại và thậm chí còn từ chối tất cả những cái cáo buộc nữa, không cho đóng tiền và bị giam từ lúc mà khám phá cho đến giờ phút này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả một loạt những các bản tin đáng chú ý hiện nay đang diễn ra trong lúc này. Đầu tiên là có bức ảnh của bà Janet Yellen. Hiện nay là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ, một nhân vật quyền lực về tài chính, đi cạnh với ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Và những tuyên bố của bà Janet Yellen nhằm mục tiêu là xóa tan những cái hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông Tổng thống Biden. Bà Janet Yellen xuất hiện trong cuộc điều trần về vấn đề tài chính, nhưng mà cũng đối chất với các câu hỏi hóc búa của Quốc hội. Bà nghĩ sao về cái khả năng nhận thức của ông Biden? Liệu rằng ông có đủ sức để lãnh đạo, đặc biệt về những vấn đề liên quan tới chính sách kinh tế của Hoa Kỳ hay không? Thì bà Janet Yellen trả lời, và tương tự như rất nhiều các giới chức trong chính phủ Biden trong thời gian qua, vai trò từ ngoại trưởng cho tới đại sứ, và người ta cũng hiểu được là không ai mà muốn nói xấu cái người cấp trưởng của mình cả. Thì bà Janet Yellen đã tuyên bố đó là tôi không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà tôi thấy, tôi trả lời thành thật đó, là mỗi khi tiếp xúc với ông Biden, đặc biệt là thảo luận về những cái hướng đi của nền kinh tế và các chính sách tiền tệ hoặc là chính sách về kinh tế, thì ông Tổng thống Biden thứ nhất có những cái câu hỏi rất là khó cho tôi, thứ hai là cái khả năng nhận thức của ông rất là tốt. Điều này có nghĩa
Theo lời bà Janet Yellen á, là không có gì hoài nghi về cái khả năng lãnh đạo của ông Biden cả. Bà phần lớn là trả lời và bà nói rằng đó là những gì mà tôi tiếp xúc, còn ngoài ra cái chuyện khác thì tôi không biết. Thì đó là với những cái tầm hiểu biết của tôi thì tôi trả lời là như thế. Mà trước đó, ngày hôm qua thì đài NPR, đài National Public Radio, đài công lập phát thanh, thì trong đó phỏng vấn một vị đại sứ Hoa Kỳ, người phụ nữ cũng là đại sứ Hoa Kỳ. Thì bà nói rằng, tôi tiếp xúc với ông Biden, lẽ đương nhiên ông già hơn vợ. Bà nói rằng tôi tiếp xúc với ông từ nhiều năm trước, cả chục năm nay rồi. Lẽ đương nhiên khi mà hỏi đến tuổi tác thì ông phải già đi chứ, dáng lụm khụm hơn hay là như thế nào đó. Nhưng mà cái khả năng tiếp ứng và chất vấn và cũng như khả năng hiểu biết về tình hình đối ngoại hiện nay, đối với bà thì ông Biden dùng cái chữ là rất sharp, tức là tinh tế. Và vì thế khi mà phỏng vấn với các giới chức trong nội các, Biden thì chúng ta thấy là phần lớn là lạc quan. Nhưng mà lẽ đương nhiên đây cũng là cơ hội để Đảng Cộng Hòa tấn công. Và ngay trước văn phòng cũng như là tòa nhà Quốc hội hiện nay đó, có những người đang đứng, họ không biết được là đến từ đảng nào, nhưng mà họ cầm cái bảng để chữ Is Joe Biden fit for office? Có đủ khả năng để tiếp tục ngồi trong văn phòng, trong tòa Bạch Ốc hay không? Thì ngay trong lúc này ở tại tòa nhà Quốc hội là thảo luận liên quan tới khả năng lãnh đạo của ông Biden. Các thành viên của Đảng Dân Chủ đa phần hiện nay đã được xem là thiểu số. Họ có tiếp tục đẩy mạnh cái vấn đề yêu cầu ông Biden thoái vị hay không? Hay là sẽ trong ngày hôm nay sẽ giải quyết hoàn toàn tất cả những cái hoài nghi nhắm vào ông Biden bằng những cái lời đanh thép của giới lãnh đạo Quốc hội Đảng Dân Chủ, trong đó có ông Chuck Schumer, có ông Jeffrey. Ông Jeffrey là trưởng khối thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Và kể cả các giới chức lãnh đạo khác nữa của Đảng Dân Chủ, bao gồm Bernie Sanders hoặc là những nhân vật khác, để mà tránh... Họ nói rằng cái vấn đề hiện nay đó, giới truyền thông tập trung quá nhiều vào cái tài lãnh đạo của ông Biden và đâm ra đã trở thành một cái công cụ vô cùng tốt đẹp cho phía Đảng Cộng Hòa và bên phía vận động tranh cử của ông Trump. Thì bản tin cũng ghi nhận đó là bên phía ông Trump đang nghĩa là rất là vui những người mà vận động tranh cử. Chưa kể đó là cái số tiền chỉ trong vài tháng qua mà Ủy ban tranh cử của Đảng Cộng Hòa nhận được bây giờ rất là cao, ít nhất là thêm 55 triệu Mỹ Kim nữa. Hầu như bên tinh thần phấn chấn của Đảng Cộng Hòa, họ tin tưởng là họ sẽ chiến thắng ông Biden vào tháng 11 tới đây. Và thưa quý vị, một ông dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ ở tại tiểu bang North Carolina hiện nay đang bị cử tri nghi ngờ sau khi mà ông bị phanh phui là có những cái mối liên hệ với lại phía chính quyền Trung Cộng từ rất nhiều năm về trước. Đây là ông Don Davis, thưa quý vị. Ông hiện nay đang muốn ra tái ứng cử cho nhiệm kỳ thứ hai cái ghế dân biểu ở tại tiểu bang này vào tháng 11 năm nay. Và phía Đảng Cộng Hòa thì họ cũng đưa ra cái ứng viên mà sẽ tranh chấp cái ghế này với ông đó. Đây là bà Lori Bacow. Thì đương nhiên khi mà ra ứng cử thì hai bên lúc nào họ cũng tìm những cái giống như những cái họ gọi là dig dirt của đối phương đó, thưa quý vị. Thì nếu không có gì hết thì sẽ không bị tìm ra. Nhưng mà ngay lập tức khi mà tên tuổi bà này được đưa ra đó, thì phía chiến dịch tranh cử của bà bắt đầu trong khoảng thời gian mấy tuần nay liên tục gửi những cái flyer về cho nhà của các cử tri cho biết là ông này đó thật sự ra ổng có mối quan hệ làm ăn với phía chính quyền Trung Cộng. Thì cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Đó là vào năm 2013, thật sự ông này đó ổng đã đi qua phía Trung Quốc 9 ngày dưới cái danh nghĩa lời mời của một cái tổ chức do phía chính quyền Trung Cộng lập ra, và toàn bộ chi phí đi lại từ vé máy bay, khách sạn, ăn uống vân vân là cái tổ chức này chi trả. Cái tổ chức này có cái tên dịch ra là Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài.
thì khi mà đi như vậy, ông này ông xem đây là một chuyến công du được chi trả thôi quý vị, nhưng mà rõ ràng khi mà đi về như vậy đó, cái record ông có đưa ra là cái hiệp hội này đó, mục đích của họ, họ kêu là họ muốn kết nối và giữ mối quan hệ của các quốc gia hoặc là những các chính trị gia nào mà có cái quan điểm hòa hảo với lại các doanh nghiệp của phía Trung Quốc, và đương nhiên các doanh nghiệp này đó muốn làm ăn với Hoa Kỳ, cho nên họ mời những cái chính trị gia như thế này. Thì từ lúc đó cho đến bây giờ đó, thì bây giờ phía cái bên đảng Cộng Hòa thì họ tố là ông này vẫn giữ mối giao hảo, rồi có làm ăn với những cái tổ chức doanh nghiệp phía Trung Cộng, có ăn tiền hay không thì chúng ta không biết được. Nhưng mà sau đó đó thì cử tri North Carolina họ đặc biệt chú ý là từ lâu rồi thưa quý vị, ở North Carolina nó có bắt đầu có cái tình trạng giống như ở Texas với lại Florida, là các công ty của Trung Quốc và những công dân của Trung Quốc, người nước ngoài đó, họ mua những cái mảnh đất rộng cả mấy chục ngàn acre luôn, nhưng mà để không, và đặc biệt những cái mảnh đất này thì lại nằm kế ngay những cái căn cứ quân sự của các tiểu bang. Cho nên trong vòng một năm vừa qua đó, rất nhiều các tiểu bang Texas nè, Florida, South Dakota, đa số các tiểu bang Cộng Hòa họ đã đưa ra những cái luật không cho các công ty của Trung Quốc, công dân của Trung Quốc mua những cái mảnh đất mà với cái diện tích rộng như thế này nữa. Nhưng mà tiểu bang North Carolina thì chưa có lệnh cấm này thưa quý vị. Và thế là khi mà cái tin này nó nổ ra đó, thì báo chí ở tại North Carolina họ đi điều tra, thì họ phát hiện được là trong suốt khoảng thời gian từ khi ông này ổng lên nhậm chức đó, ở cái quận của ông, thì đặc biệt có một cái chuyện đó là có một cái mảnh đất rộng 6.500 acres thưa quý vị, do một cá nhân người Trung Quốc sở hữu, họ mua hợp pháp, nhưng mà cái mảnh đất này để không suốt bao nhiêu đó năm trời, ngay kế bên cái mảnh đất lại là cái căn cứ quân sự của phía quân đội Hoa Kỳ nằm ở thành phố Elizabeth City, và sau đó nữa cách một khoảng xa thì lại có một cái công ty khác của Trung Quốc cũng sở hữu một cái khối lượng lớn đất, và lại nhìn qua cái tiểu bang lân cận Virginia, và ngay kế bên đó lại là cái căn cứ hải quân Norfolk, và hai cái mảnh đất này đều nằm trong cái địa hạt mà ông Don Davis này ổng cai quản. Và sáng ngày hôm nay, tòa án của Nga ở Moscow đã chính thức ra chát để bắt bà Yulia Navalny, bà quả phụ của nhà tranh đấu vì tự do dân chủ của Nga. Bà Yulia trong thời gian qua được xem là sống ở Bá Linh của Đức, nhưng bà di chuyển thường xuyên vận động cho chồng của bà và lên án nước Nga. Tòa án nói rằng ra lệnh chát tòa, và điều này cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì họ nói rằng là bà tiếp tục gây ảnh hưởng đến Putin. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúc quý vị một buổi trưa xem đá banh giữa đội Tây Ban Nha và Pháp thật tuyệt vời. Mời quý vị vào trong trang nhà lướtdượcgontv.com, vào YouTube, nhớ nhấn nút like và subscribe quý vị nhé.